Bàn thờ còn mới nguyên này, không xước sát, chứng tỏ chủ xe không để chìa khóa vào đây và không đi nhiều, nó không xước sát gì cả. 1900 km này đấy, lốp liếc này còn nguyên gai, lốp chỉ lốp các kiểu đầy đủ luôn. Biển số này em quay cả biển số lên vì anh muốn cho công khai cho mọi người biết là anh bán hàng ở đây chứ không phải bán dâm đấy. 29 nhông xích các kiểu này, xích còn chưa một lần, ốc còn chưa tăng xích lần nào luôn đấy. Cây của cô cũng biết với cả lốp trước, thì lốp trước lên cho mọi người thấy. Chiếc xe này thì rất nhiều anh em thợ săn đón nhá, nhưng mà bên mình vẫn mua được, mình mua ngáo giá mà anh em, mua để bán hàng cho có tương tác thôi, bán cho vui thôi. Bên mình tiêu chí bán hàng là tiền bạc có thể mất nhưng mà uy tín tuyệt đối không anh em ạ. Cho nên là anh em cứ uy tín. Mọi người thích con xe này thì anh em nào thích gọi điện cho mình, 0879522212 nhá.